thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Hành trạng người rốt nói Pháp do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đức lục tổ huệ năng xuất thân rốt không đọc được chữ, thần thông ứng khẩu ra văn thơ giáo lý, truyền cho hậu thế quyền Pháp bảo đàn kinh. Năm 1939, Đức Huỳnh giáo chủ trình độ học mới tới tiểu học, nhưng ngài dụng thần thông thuyết kinh sấm thao thao bất tuyệt, người đời chấp tướng chấp danh thắc mắc tại sao ngài trẻ tuổi lại học thức chưa bao nhiêu mà dám xưng danh tiên Phật thuyết sấm giảng thiên cơ. Vậy ngài là ai? Trong quyển giác mê tâm kệ viết năm 1939, ngài giải đáp hành trạng dáng thế của ngài như sau. Ai biết chi việc phải cứ làm, sau mới biết ai phạm ai thánh, đức lục tổ ít ai dám sánh. Người rốt mà nói pháp quá dành, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo, việc cổ tích cần chi thông thạo, chuyện qua rồi kể lại làm gì? Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Lời bình, Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ nêu gương Đức Lục Tổ người rốt nói Pháp, cũng là ám chỉ Đức Lục Tổ tái lâm mượn xác họ Huỳnh tại làng Hòa Hảo thuyết sấm giảng thức tỉnh người đời tu kịp cơ tận thế hội Long Hoa. Việc tu hành không đợi bằng cấp cao giỏi chữ mà chủ yếu là quay vào trong lòng chỉ trí luyện đạo khi tâm bình tĩnh ắt sẽ phát huệ thành đạo quả. Ai dám nói thiên cơ, thơ sướng của ông Tùng, các cớ vì đâu khéo vấn vương, đem lời Phật Thánh dám bày tường. Thiên cơ bất khả sao ông nói, Phật Thánh thần tiên dám phô trương. Ông Tùng ở vàm ký đầm, thôn hòa hào hỏi, thơ họa của Đức Huỳnh giáo chủ, vì tình nhân loại mới vấn vương. Thương đời lầm lạc lão bầy tường, thiên cơ được lịnh nên ta nói. Phật Thánh Phần Ta Mới Bảy Chương Đức Thầy Họa, Hòa Hảo Năm Canh Thìn 1940 Trong bốn câu thơ họa, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết Ngài là Phật, hay nói cho rõ hơn, Ngài chính là Lục Tổ Huệ Năng hay Đức Phật Thầy Tây An tái thế mượn xác vị thanh niên họ Huỳnh tại làng Hòa Hảo. Ngài lãnh lệnh di đà Phật tổ Tây Phương và Đức Ngọc Đế giáng trần để báo cho chúng sanh biết rằng cơ trời xoay chuyển đến kỳ tận thế và hội Long Hòa. Ngài lãnh sứ mạng thuyết sấm cơ và giảng giải đạo Phật Thích Ca. Chuyện bên Thầy Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức. Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương, ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách. Nghe một vị khách hỏi thầy: "Thưa ông tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào và ở đâu?" Đức thầy đáp: "Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào, vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn." Nhưng cũng trong chu kỳ hạ ngươn này, còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương. Năm Bính Ngọ 1966, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh xuất thân rốt viết không dành văn tự, ứng khẩu thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Có người thắc mắc tại sao xác nữ rốt chữ mà dám xưng danh Bồ Tát thuyết pháp dạy đời. Đức Cậu Bần Sĩ trả lời người rốt nói pháp quá rành. Cô Lai tái thế thuộc dòng Bửu Sơn. Ám chỉ Đức Lục Tổ Huệ năng người rốt nói pháp từ thời cổ xa xưa, nay tới thời mạt pháp tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ. Tái thế mượn xác người thiện nữ rốt chứ xưng đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết pháp khuyên bá ra tu hành kịp thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Sấm truyền đức Phật Thầy Tây An tiên tri hành trạng đức cậu bần sĩ như sau. Niên như điển, nguyệt như thoi vần xây thế giới luân hồi chẳng chơi, có người thiện nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ máy trời thinh thinh, non đoài giữ dạ tín thành, thầy cho cư sĩ học hành chưa thông, anh em ai có phục tòng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe, phận tôi cư sĩ tín thành, thầy truyền dạy chúng làm lành tu thân, hạ ngươn cuộc thế cũng gần, tĩnh tâm tự giác ân cần cho mau. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An trang 103, 109 và 110, lưu ở đỉnh Tổng Sơn năm 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Kỳ Vân cư sĩ là một trong những người thắc mắc về thiên cơ tận thế hội Long Hòa. Vì vậy, Đức cậu Bần sĩ có những lời thuyết pháp ứng khẩu như sau. Cậu nói Kỳ Vân đúng năm mèo, lớp khổ lớp sầu lại mắc eo. Kẻ đau người chết ôi thê thảm tại vì quả ác tự chúng gieo. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng. Cậu chẳng luận bàn chi nữa cả, bàn hoài bàn mãi cũng mất công. Chúng đâu có biết, người không sợ, tới giờ ơi hỡi chịu long đong. Thì là rõ cuộc ôi muộn quá. Đang đứng ở đâu trận cuồng phong, phải chi nghe trước đâu có hoại. Thì đã lập xong đại công đồng. Cậu gửi kỳ vân lá thư cùng lắng dịu lòng mình giữ bậc trung. Luận suy kim cổ ngày năm tháng, chờ đợi nay mai sấm nổ đùng. Mài trí nhân tài cho vẹn vẻ. Tiếng vang thần thánh để không chung. Quay về nguồn cội trang 152, 163 đến 164, Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Bần Sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi ba bên bốn phía đang vây phủ. Trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đảo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Đờn kêu hát khúc bi Mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai. Năm mèo mới rõ mới hay, 2023 cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999. Sydney, ngày 26 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.